trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nhân tông Trần Khâm. Nhà Trần là triều đại duy nhất trong lịch sử Việt Nam có một vị thánh và một vị Phật. Đức Thánh Trần đứng vào hàng danh tướng thế giới. Còn Phật Hoàng Nhân Tông, người sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất của dân tộc. Hoàng tử Trần Khâm là trưởng tử của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Hậu, được truyền ngôi năm 1278. Vị vua trẻ lên ngôi trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị đón cơn gió lớn từ phương Bắc. Nam Tống diệt vong, kẻ uy hiếp Đại Việt không còn là một bộ tộc Mông Cổ mà đã là Đại Nguyên hùng mạnh. Trước tình hình đó, ông chủ trương khuyến nông nạo vét sông Tô Lịch, hình thành một trục đường giao thông mới, thường xuyên hội họp, luyện quân, tập trận, chế tạo vũ khí và tăng cường quốc phòng ở những nơi hiểm yếu. Về ngoại giao, vua một mặt mềm mỏng với nhà Nguyên, mặt khác đẩy mạnh quan hệ với Chiêm Thành, dụ hàng các tộc người Mang. Cũng như cha mình, ông rất giỏi nhận định tình thế và trọng dụng người tài. Trong chiến loạn, lực lượng bị chia cắt, nhưng hai cuộc chiến chống quân Nguyên ác liệt làm lộ diện vô số danh tướng tài ba mà hậu thế ca ngợi đến tận bây giờ, như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái. Sử thần Ngô Sĩ Liên nhận định: Thánh Tông nối nghiệp, giữa chừng gặp tai họa giặc vào cướp, đã ủy nhiệm tướng thần cùng với Nhân Tông chung sức cùng nhau vượt qua, khiến cho thiên hạ đã tan mà lại hợp, xã tắc đã nguy mà lại yên. Suốt đời Trần không còn nạn xâm lược của giặc Hồ nữa. Chiến sự kết thúc, vua xuống chiếu đại xá, các giảm thuế má sưu dịch, định công dẹp giặc, xử trí những kẻ quy hàng trong chiến tranh. Hoàng thân quốc thích tùy theo tội nặng nhẹ mà xử trí, dân thường và binh lính được miễn chết. Theo Thánh Đăng Ngữ Lục, từ nhỏ ông đã có chí xuất gia. Ông học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, đạt tới chỗ sâu xa của thiền tủy. Khi rảnh việc nước, thường mời các thiền giả đến hỏi về yếu chỉ thiền tông. Nhưng gánh trên vai trách nhiệm với trăm họ, tình hình đất nước khi đó nguy nan, ông không thể làm theo ý mình. Cho đến năm 1293, đất nước phục hồi sau chiến tranh, ông đã truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên, rồi mới xuất gia lấy hiệu Trúc Lâm Đại Sĩ. Trần Khâm đã hợp nhất ba dòng thiền Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tỳ Ni Đa Lưu Chi vào thiền phái Trúc Lâm, mang tinh thần nhập thế, dạy dân bài trừ các tập tục mê tín dị đoan và tu dưỡng đức hạnh theo giáo pháp thập thiện. Ở cương vị Thượng Hoàng và Điều Ngự, ông không an cư ở Yên Tử mà thường xuyên về Thăng Long phụ giúp chính sự, răn dạy con cháu và đi giáo hóa khắp cả nước. Ông làm vua 14 năm rồi nhường ngôi làm Thái Thượng Hoàng. Ông băng ở tuổi 51, miếu hiệu Nhân Tông.
là Phật Hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam gắn liền với thiền phái Trúc Lâm. Đến nay, bốn câu thơ thiền của Ngài vẫn còn mãi lưu truyền. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch thơ: ở đời vui đạo thả tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, của báu trong nhà thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.